Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn vừa nhận được hung tin từ chị Bích Phượng. Tướng Lê Minh Đảo đã vĩnh viễn chia tay các chiến hữu của ông và con cháu vào lúc 1 giờ 45 chiều, hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại Bệnh viện Hartford, Connecticut. Toàn thể gia đình SBTN, VATV và đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn thành kính chia buồn cùng tang quyến và toàn thể các chiến sĩ sư đoàn 18 Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng Lê Minh Đảo sinh năm 1933, nguyên là tướng bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân từ trường võ bị liên quân dưới thời kỳ quốc gia Việt Nam, thuộc Liên bang Đông Dương của Pháp. Thời gian tại ngũ, ông đã từng tự đảm nhiệm từ chức vụ trung đội trưởng cho đến tư lệnh đơn vị bộ binh cấp sư đoàn. Ngoài ra, ông còn được cử giữ những chức vụ ở lĩnh vực hành chánh, quân sự, tỉnh trưởng Mỹ Tho. Ông được đánh giá là một trong những tướng chỉ huy cấp sư đoàn có khả năng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Từng là tư lệnh chiến trường Xuân Lộc, phòng tuyến cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Tướng Lê Minh Đảo trải qua 17 năm trong các trại cải tạo và là tướng Việt Nam Cộng Hòa có thời gian đi cải tạo lâu nhất trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Trong trại tù, Thiếu tướng Đạo khẳng khái nói với các cai ngục Cộng sản: "Nếu các ông còn đang giam giữ nhiều chiến hữu, sư đoàn của tôi, thì tôi mong tôi là người sau cùng bước ra khỏi nơi đây. Nếu khác đi, thì tôi không có mặt mũi nào nhìn họ nữa." Khi được hỏi về những ký ức ở Xuân Lộc, Thiếu tướng Đạo đã trầm ngâm đôi giây phút. "Chiến đấu là một nghệ thuật. Chúng ta không phải dùng tay và chân thôi, mà còn trí óc nữa. Cho dù biết đang thua cuộc chiến tranh, tôi vẫn chiến đấu." Với bản tính khiêm tốn, lời nhắn nhủ với tác giả sử gia Jay Vay, người đã bỏ công phục hiện lại diễn tiến Xuân Lộc của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, dùng được làm lời kết cho Thiên Hùng ca "Xin đừng gọi tôi là anh hùng". "Những chiến hữu của tôi đã hy sinh tại Xuân Lộc và những chiến trường khác mới chính là những người anh hùng." Không cần thiết phải ngợi ca Thiếu tướng Lê Minh Đảo là một anh hùng. Những dữ kiện của sự thật đã nói lên được điều đó.